Sáng ngày 8 tháng 2 tại khu di tích lịch sử lưu niệm Bắc Hồ tại xã Hồng Thái Tây, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều đã tổ chức lễ khánh thành nhà lưu niệm di tích lịch sử lưu niệm Bắc Hồ xã Hồng Thái Tây, phát động Tết trồng cây Để đời đời nhớ ơn Bắc Hồ Xuân Đinh Dậu năm 2017. Tới dự có các đồng chí Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Vũ Thị Diệu Linh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn. Về phía lãnh đạo thị xã có các đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã và đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Khu di tích lịch sử lưu niệm Bắc Hồ, xã Hồng Thái Tây là nơi ghi dấu sự kiện ngày 2 tháng 2 năm 1965, tức ngày 1 Tết Ất Tỵ. Bắc Hồ về thăm trường phổ thông cấp 2, gặp gỡ và nói chuyện với nhân dân, giáo viên và học sinh xã Phạm Hồng Thái. Sau này được tách thành hai xã, Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây. Di tích lịch sử lưu niệm Bắc Hồ xã Hồng Thái Tây đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ký quyết định số 178 QĐ UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên diện tích 200 m2, kiến trúc bê tông cốt thép, 4 mái lợp ngói đỏ, bên trong nội thất ba gian với tượng Bác, các hiện vật và hình ảnh được sưu tầm, phục chế tái hiện lại toàn bộ con đường hoạt động cách mạng, sự nghiệp giải phóng dân tộc của Bác được chia thành ba mảng chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người và sự nghiệp. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh, Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc của nhân dân thị xã Đông Triều nói chung, của ngành giáo dục và đào tạo thị xã nói riêng, kính dâng lên Bác Hồ nhân dịp xuân mới đinh dậu 2017. Trong dịp về thăm trường phổ thông cấp 2 xã Phạm Hồng Thái, gặp gỡ và nói chuyện với nhân dân xã Phạm Hồng Thái, Bác Hồ đã căn dặn cán bộ và nhân dân địa phương phải khai phá đất hoang, trồng thật nhiều cây xanh cho quê hương tươi đẹp và giàu có hơn thực hiện nghiêm túc lời căn dặn của bác những năm qua thị xã đông triều đã tích cực phát động phong trào trồng cây nhớ ơn bác hồ vào dịp tết nguyên đán hàng năm nhân dịp này ngành giáo dục và đào tạo thị xã đông triều cũng đã phát động tới các trường học cơ sở giáo dục trong toàn thị xã nhiệt liệt hưởng ứng tiếp tục bảo tồn và duy trì giống mai vàng ngoại vân liên tử chọn lựa và bổ sung theo quy hoạch khuôn viên nhà trường các loại cây xanh bóng mát phù hợp cải tạo vườn cây cảnh để sân trường thực sự trở thành công viên xanh không gian trường học thực sự thân thiện